bớt kiếm tiền hình ảnh của tụi tao lại. Mày quá trời mày ha. Mày xin phép tao chưa? Em xin phép anh cho em được sử dụng bản quyền anh trong clip triệu view này. Ok cho mày đó nha, mày không xin được đất không quyền mày liền. Dạ rồi. Chào mọi người. Hành trình đi quay tỉnh cùng anh đi Minho Đồng Nai phần 1 tại Phan Thiết. Thì đầu tiên là mình sẽ dậy sớm để make up, make sao cho cái mặt nó thật là duyên dáng giống anh đi Minho. Sau đó là đi taxi đến điểm hẹn của ekip và đi chung với mọi người. Vừa lên trên xe thì bắt gặp hình ảnh anh đi Minho Đồng Nai. Anh đang so sánh nhan sắc của anh ngày xưa và bây giờ. Nói chung là tuyệt vời nha. Ngồi trên xe, đây là anh Hô thần tượng của mình. Đấy, gương mặt, anh Lâm mày. Anh Lee Minho Đồng Nai. Còn em là Kim Boom Thái Bình. Đây là chị Phương. Em chào chị. Đó. Chị rất là xinh. Mày bớt kiếm tiền hình ảnh của tụi tao lại. Mày quá trời mày ha. Mày xin phép tao chưa? Em xin phép anh cho em được sử dụng bản quyền anh trong clip triệu view này. Ok cho mày đó nha, mày không xin được đất không quyền mày liền. Dạ rồi. Chào mọi người. Sau khi mà ngồi trên xe một hồi thì mình bắt đầu di chuyển đến địa điểm quay tại một chỗ làm nước mắm rất là lớn tại Phan Thiết. Đó, đây là anh chị em đang ngồi nghe chị biên tập sắp xếp lại nội dung để mà chuẩn bị quay sao cho suôn mượt. Sau khi suôn mượt xong thì mình bắt đầu di chuyển đến resort để mà quay những phân cảnh tiếp theo. Đó thì đây là cái show truyền hình thực tế mang tên Thực Khách Vui Vẻ, một cái show gọi là rất là vui mọi người ạ. Thật là may mắn khi mà mình được tham gia chiếc show này, được đi trải nghiệm, học hỏi những nền văn hóa, những món ăn lạ miệng. Sau khi tới nơi thì mọi người bắt đầu là fix lại nội dung, cái khúc này là quay cảnh ăn. Đây khúc này mình và chị Ái Phương và anh Lee Minho bắt đầu ngồi nghe fix lại nội dung. Vì là chương trình chưa phát sóng cho nên mình không quay được nhiều, chỉ quay những khúc hậu trường thôi. Thế là quay một hồi rồi kết thúc buổi quay. Ôi con chim nhà mình hot quá, mình lồng tiếng không có được. Ôi con chim nó vẫn hot. Sau khi nó hot xong thì cũng là kết thúc buổi quay, mình bắt đầu lên xe đoàn để di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mình quay tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình, hứa hãy ủng hộ mình nha. Rồi hứa nha. Rồi, hứa. Rồi uy tín. Rồi. Chốt. Bye bye. Dạ còn cảm ơn ông chú.